Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. À. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 9 tháng 12 năm 2022 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến ngập nhà. Những cái mặt hàng kg những cái và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đủ những cái loại lan luôn để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái cây lan đẹp nhất với giá rẻ nhất cho sân vườn của nhà mình. À. Và bên cơ sở Lan như em có ship hàng toàn quốc Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng Giai báo thì sẽ chưa bao gồm cơ phí vận chuyển Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hoặc số điện thoại mà bên em vừa cung cấp Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng Mỗi 1kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng Báo giá đến cô chú chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, à, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan dáng hương tam bảo sắc. Hôm nay em cập bến cái lô dáng hương tam bảo sắc đẹp mê ly luôn cô chú anh chị ạ. Hàng cây lá dày cộp và lá ngắn xếp rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó. Cái dòng hàng quốc dân mà hoa siêu thơm. Sau Tết là sẽ cho cô chú anh chị những cái vòi nụ rất là đẹp để thưởng thức hoa vào tháng tầm tháng 4 dương lịch rồi cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Hàng hôm nay về thì phải nói là vô cùng là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan Mỹ Dung Dạ Hương ạ. À. Cô chú anh chị nghe tên thôi thì cũng biết là cái dòng lan này có hương thơm vô cùng là quyến rũ rồi. Cái dòng Mỹ Dung Dạ Hương lô hàng hôm nay về rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Và Mỹ Dung Dạ Hương em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Dòng Mỹ Dung Dạ Hương này đấy ạ. À. Và bên này đây thì em có hai lô kiều vàng rất là xinh luôn ạ. À. Mỗi một lô kiều vàng như vậy đủ cô chú anh chị làm một giò to đùng luôn hoặc có thể ghép được hai ba giò luôn ạ. À. Em bán mỗi một lô kiều vàng, đây lô 1, lô 2. Mỗi một lô như vậy em xin phép được bán với giá là 100 000 cô chú anh chị nhé Và bên này sẽ là một cái giày kiều vàng rất là to này cô chú anh chị này. Giò này có thể cho cô chú anh chị tác phẩm tuyệt vời luôn ạ. À. Hiện tại thì cây đã bắt đầu là sưng những cái mắt nụ to đùng sưng những cái mắt chuẩn bị trồi những mắt nụ rồi đấy ạ. À. Và dây kiều này em bán với giá là 200 000 ạ. À và tiếp sau bên này đây sẽ là dòng làng Lan Hoàng Thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh cô chú anh chị nhìn cho em cái lô hàng đẹp xuất sắc để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa tết tuyệt vời nhé u lồi hay ngũ tinh là một trong 9 mặt bông gọi là đẹp nhất trong tất cả những cái loại la hoa lan mà lại còn nở hoa đúng thời điểm tết nữa cái dòng hoàng thảo u lồi ngũ tinh này thì rất là nhiều thân tơ à, cũng có lấn những cái thân già nhưng mà ít cô chú anh chị ạ thì em bán với giá là 250.000 trong một kg cô chú anh chị nhìn toàn bộ cái lô hàng nhìn toàn bộ cái lô hàng này và sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu rừng Dòng đai châu rừng bắc trụ cô chú anh chị nhé những cây đai châu rừng bắc trụ rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này Hiện tại cây đều đã đang bắt đầu là nhú những cái cần hoa như thế này rồi ạ Cây đang bắt đầu là nhú những cái vòi nụ như như vậy nhé Và cái dòng đai châu này thì em Đai châu này ạ, em xin phép được bán với giá chỉ có 220.000 cho một 220.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị, chị nhé Hàng là xếp cân đối hai bên rất là đẹp luôn và giá vô phải nói là siêu rẻ luôn ạ. À. những cái cần nụ của nó này. Hiện tại đang nhú nụ rất là đẹp luôn. Đấy. Với giá xin nhắc lại giá đai châu rừng bắc trụ chỉ với giá có 220.000 cho 1 kg thôi. Cây thì hiện tại nó đang nhú từ 1 cho đến 2 vòi hoa Và một cái 1 kg đai trâu này thì sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 5 cây cô chú ý chị ạ 2 cho đến 5 cây trên 1 kg Xin nhắc lại giá siêu rẻ Thì đai trâu hay còn gọi là nghinh xuân ngọc điểm Siêu rẻ của ngày hôm nay với giá chỉ có 250 000 220 000 trong kg thôi cô chú ý chị nhé Từ trước nay giá đai trâu chưa giờ dưới 250 ạ Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương hải Âu ạ À, Hải Âu em bán với giá là chỉ có 120.000 cho 1kg thôi nhé Cái dòng dáng hương Hải Âu ạ à. Cái dòng lan mà có cái màu sắc hoa tím hơi phớt hồng nhẹ à, Rất là xinh đẹp luôn ạ à. Và sau bên này đây sẽ là dòng dáng hương Bạch Nhạ Cho cô chú anh chị nào yêu thích và mê, đam mê những cây hoa màu trắng Và hương thơm rất là nhẹ nhàng, quyến rũ luôn nè à. Em bán là 160.000 trong 1kg và em sẽ bán từ 0,3kg cô chú anh chị nhé từ 0,2kg, tức là à, em bán từ 0,2kg, tức là từ hơn 30.000 thôi. Cô chú anh chị sở hữu ngay những à, cây bạch um, nhạn rất là đẹp rồi. Sau bên này đây sẽ là dáng hương đuôi trồn này. Cây vừa tầm ghép, cực kỳ là xinh. Đuôi trồn với giá chỉ có 170.000 cho 1kg thôi. Hàng không quá lớn và cũng không quá nhỏ À, tầm ghép rất là đẹp và sang bên này đây này cô chú anh chị nhìn cho em lâu lắm rồi thì mới có lô thạch hộc tía về ạ thạch hộc tía này là một cái loại lan và cũng là một cái vị thuốc cô chú anh chị nhé cái dòng thạch hộc tía này thì những năm trước đây khi mà người ta chưa trồng được ạ một kg thạch hộc tía phải rơi trên 3 triệu trên 3 triệu trong một kg hàng rất là đắt đỏ mà trước đây thậm chí là người ta bán mỗi một mầm là khoảng tầm chục nghìn cơ cô chú anh chị ạ cái dòng thạch hộc tía này này um, nó là một trong chín vị thuốc quý giá nhất trong các cái loại uh, loại loại thảo dược nhé của chính chị nhé ạ và ngoài cái tác dụng về dược liệu tuyệt vời thì cái mặt bông của dòng lan Thành học tía này cũng là khá là xinh đẹp của chú anh chị ạ em bán thạch học tía với giá 250.000 cho 1 kg cũng chờ đợi rất là lâu rồi hơn một năm nay rồi thì hôm nay thì em mới có cái cây thành hộp tía về cô chú anh chị có thể lên google để biết về những cái tác dụng dược liệu thực sự một cái cây dược liệu rất là quý của cái cây thành hộp tía này và sang bên này đây sẽ là dáng hương đuôi sắc này những cây đuôi sắc là xếp rất là xinh cũng vừa tầm ghép tuyệt vời luôn như vậy ạ đuôi sắc em bán với giá là 100 20.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé Nói chung là hơn một tháng nữa thôi thì sang xuân rồi đúng không ạ Cô chú anh chị về ghép thì cây vừa thuần ổn định à, Vừa ổn định thì là cây đã sẽ bắt đầu là đón xuân mới và sẽ là cái mùa phát triển rất là tuyệt vời Em bán sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng ạ dòng hoa trắng muột nà luôn Không tì vết cái mặt bông rất là đẹp À, bông hoa to và trắng tinh khôi luôn cô chú anh chị nhé trắng không tì vết luôn ạ họng điểm xíu hồng em bán là 120 000 trong một kg sau bên này đây thì em có hai lô sơn thủy tiên với những cái giả hành tròn vo rất là xinh đẹp luôn này một lô sơn thủy tiên như vậy cô chú anh chị có thể làm được một giò đẹp sơn thủy tiên ạ à, em bán với giá là 100 .000. đây cái lô mỗi một lô sơn thủy tiên này như vậy em bán với giá là 70 000 đi 70 000 cho một lô sơn thủy tiên nhé cô chú anh chị nhé và sang bên này đây thì em có một cái phần Hoàng thảo hoàng lạp duy nhất thôi ạ. À. Chỗ này có hai gì Đấy cái lô này em bán với giá là 30 000 đi cô chú anh chị, được một giò uh, lan sinh rồi và bên này sẽ là cây hải yến này. Cô chú anh chị nhìn cho em cây hải yến với sắc hoa tím rất là quyến rũ luôn, cái dòng hải yến với giá em bán 130 000 trong kg Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái lô uh, hoàng nhạn cô chú anh chị nhé Đây ạ. À. Cái lô hoàng nhạn của em ạ, à. cái lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 này có bao nhiêu cây? 2 này. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây Đấy, Hoàng nhạn tháng 4 cô chú anh chị, chị nhé Được coi là chị em song sinh với cả hoàng nhạn tháng 8 đấy ạ Và cái lô này thì em bán với giá là 50.000 thôi cô chú anh chị này Đấy 50.000 cho cái lô hoàng nhạn số 1 này Lô hoàng nhạn số 2 Cô chú anh chị nhìn cho em nhé cái Lô hoàng nhạn số 2 Dạ cô chú anh chị nhìn cho em cái lô hoàng nhạn số 2 này có bao nhiêu cây 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cây. Đấy, 15 cây này thì em cái lô bên này thì cây có phần nhỏ hơn một chút so với cây bên này. Thì em cũng bán là 50 000 thôi ạ. Mỗi một cây hoàng nhạn như vậy chưa đến 5 000 cô chú anh chị này, rất là rẻ luôn. Cô chú anh chị về có thể trồng chăm sóc những cây hoàng nhạn xinh đẹp ở đây ạ. Bên này đây sẽ là cái dòng lan báo hỉ ạ. Những cây lan báo hỉ sở dĩ nó có tên là báo hỉ Bởi vì những cây lan này nó sẽ nở vào Tết hoặc là đầu xuân à, Như đón chào một cái năm mới, một năm mới nhiều niềm vui ạ Với sắc hoa đỏ hồng rất là phù hợp với cái tên gọi của à, báo hỉ của nó đấy ạ Và những cây báo hỉ rất là căng và đẹp như vậy Đang chờ đợi những cái mùa hoa Tết, hoa xuân tuyệt vời đây Em bán là 120.000 cho 1kg dòng báo hỉ nhá Và bên này thì hôm nay em về những cái cây hồ điệp rất là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái uh, cây lan đẹp để mà trưng trong những ngày tết cô chú anh chị nhé à, trước mặt cô chú anh chị đây là những cây lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài đấy ạ một chậu hồ điệp lá biên lá phát tài như vậy hàng này sẽ em nghĩ rằng là nó sẽ cực kỳ là chuẩn tết luôn cây đang bây giờ đang bắt đầu là phân nụ thôi mỗi chậu hồ điệp như vậy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 cho đến 3 vòi hoa đa số là ba cô chú anh chị ạ với giá vô cùng rẻ một cái mặt bông này rất là rẻ luôn chỉ có 60.000 nghìn trong một giò cô chú anh chị ạ và sang bên này đây sẽ là dòng lan hồ điệp mãn thiên hồng nhé những cây mãn thiên hồng rất là xinh đẹp luôn đấy ạ Cái dòng này thì hoa nó rất là bền và nó là hàng thuần của vườn Việt Nam nhé Nên là những cây nó đảm bảo là cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ à. Một chậu hồ điệp mãn thiên hồng như vậy Có hai cần hoa cô chú anh chị sở hữu một cái giò này thôi Để trong một cái chậu nhỏ, chậu xứ nhỏ xinh để trong phòng sách hay là bàn làm việc Tạo một cái không gian rất là xinh đẹp luôn cái dòng hồ điệp mãn thiên hồng này Em bán là 85.000 trong một cái chậu hồ điệp mãn thiên hồng cô chú anh chị nhé trưng từ bây giờ cho đến Tết luôn cô chú anh chị này. Độ bền của dòng này thì cực kỳ là bền ạ. À. Trên 2 tháng, 3 tháng và bây giờ thì cây đang bắt đầu chuẩn bị nở những cái bông đầu tiên thôi cô chú anh chị này, rất là sắc tím hồng cực kỳ là xinh đẹp như vậy nè ạ. Dạ à, sang bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp mã đà, má đào. Siêu vip luôn. Chi chít là nụ như thế này. 3 từ 3 cho đến 4 nụ nhé cô chú anh chị, chị nhé. Những cây hồ điệp mã đà, má đào nhá. Rất là khỏe và đều là hàng vườn của Việt Nam mình hết đấy ạ. Đó thì một cái chậu hồ điệp má đào 3 4 vòi hoa như vậy em bán với giá là 70 000 cho một chậu nhá, hồ điệp má đào nhá. Còn bên này đây sẽ là dòng hồ điệp vàng thơm và siêu nụ này, cũng rơi vào 3 4 nụ. Cái cây này thì dòng hồ điệp này thì hoa vàng và à, lại có hương thơm nhá, em cũng bán là 70 000 cho một cái chậu hồ điệp à, vàng và màu vàng và à, có dòng thơm này này đấy thì cô chú anh chị có thể ngắm và lựa chọn cho mình những cái giò lan khỏe vững ý nhất để cô chú anh chị thưởng thức hoa tết nhé à, sang bên này đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em những cái chậu điện lan sa tô cực kỳ là đẹp đấy ạ hai cái mặt bông địa lan sa tô vô cùng là đẹp để cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa tết này đây là trước mặt cô chú anh chị đây là những cái cây điện uh, địa lan sa tô màu vàng chanh nụ to đùng và mẩy cực kỳ là đẹp luôn nhé chú anh chị nhé Mỗi một chậu như vậy rơi vào 5 5 6 cần hoa, tức là nó sẽ rơi vào 5 6 cần hoa. Em bán với giá chỉ có 370 000 cho một giò thôi. Và sang bên này đây ạ, à, cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt bông này quá là đẹp luôn đây cô chú anh chị. Đây là những cái chậu địa lan màu đỏ rượu vang, sa tô đỏ rượu vang cô chú anh chị nhé Cô chú anh chị nhìn ạ, quá là đẹp luôn, mỹ mãn luôn. Cái chậu sa tô đỏ rượu vang như vậy nó sẽ rơi vào 3 cần hoa. Em bán với giá là 280 000 cho một cái chậu địa lan Sato đỏ rượu vang này cô chú anh chị này. Rơi vào ba cần hoa nhé cô chú anh chị nhé Dòng này thì thoải mái cô chú anh chị chơi hoa Tết đẹp luôn Bởi vì cái độ bền của cái dòng này cũng trên 2 tháng Và bây giờ nó bắt đầu nở như thế này Thì đến Tết vẫn là những cái bông hoa tuyệt vời để cô chú anh chị thưởng thức này Rồi tiếp sang bên này đây ạ Là em có những cái chậu mai vàng ạ Những chậu mai vàng chi chít là nụ luôn đây Và cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu mai vàng này thì đã được trồng thuần trong chậu, được trồng trong bầu đất như thế này và là những cái cây không phải là cây dâm cành mà là nó đã trồng thuần sẵn như vậy rồi. Nên là rất là đảm bảo an toàn về cây để cô chú anh chị có thể có những cái bông hoa đẹp nhất, những cái cây mai đẹp nhất, những bông mai căng đẹp nhất để thưởng thức hoa Tết nhé. Mỗi chậu mai như vậy em bán với giá là 120.000. Còn sang bên này đây sẽ là những cây di linh xuân ạ, à, giả hạc di linh xuân, một cái mặt bông đẹp nổi tiếng rồi ạ. À giả hạc di linh xuân cô chú anh chị nhé cái chậu giả hạc di linh xuân như vậy sẽ là một thân hoặc là hai thân nếu như nó có hai thân thì nó sẽ ngắn hơn cô chú anh chị ạ cây đang bắt đầu là có nụ này ngay từ cái nụ mà nó bắt đầu nhú ra như vậy cô chú anh chị đã nhìn thấy là rất là xinh đẹp rồi đấy ạ tím tím hồng hồng rất là xinh rồi đây cô chú anh chị đấy một chậu như vậy Em bán với giá chỉ có 50.000 nhá 50.000 cho một cái giò giả hạc di linh xuân này thôi Cô chú anh chị nào mà lấy ba chậu ấy ạ ba chậu di linh xuân thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị luôn đấy và sang bên này đây sẽ là những cái cây trầm rồng đỏ dòng trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhé cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu trầm rồng đỏ hàng hàng này thì uh, bây giờ đã xuống hết lá rồi và nó là cái hàng mà uh, gọi là cái hàng trồng ở bên bên ngoài trời chứ không phải hàng nhà kính nên cô chú anh chị nhìn những cây lan là cô chú anh chị biết rồi này nó cực kỳ là khỏe rất là khỏe luôn cô chú anh chị nhé cây thì hiện tại cũng đang bắt đầu đã xuống hết lá rồi và cũng chuẩn bị là có hiện tượng là nứt mắt nụ đây cô chú anh chị này đấy thì một cái chậu cây trầm rồng đỏ như vậy ạ một thân cao từ 45 cm cho đến 50 cm trở 45 cm trở lên nhé em bán với giá là 50 000 cho một giò 50 000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ cô chú anh chị nào mà muốn cô chú anh chị nào mà lấy 3 giò để ghép lại thành một cái chậu cực kỳ là đẹp thì em bán với giá chỉ có 140 000 140 000 cho 3 chậu trầm rồng đỏ. Mỗi chậu là một thân cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Hàng này đảm bảo là những cái cây lan mà không phải là hàng nhà kính nên là rất là đảm bảo cho cây giống cho cô chú anh chị. Thân nào thân đấy mập nù ú luôn cô chú anh chị này. Căng mướt cực kỳ là đẹp luôn. Có 50 000 cho một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy thôi. Dạ, à, sang bên này đây ạ, à, là những cái cây Hoàng Thảo chuỗi ngọc, cái dòng lan Hoàng Thảo chuỗi ngọc này thì hàng cân bây giờ cũng đã rất là khan hiếm luôn rồi. Với dòng lan mà cô chú anh chị không chỉ chơi hoa đẹp luôn thôi đâu ạ, mà thân lá thôi cô chú anh chị nhìn này, những cái thân của nó thôi cô chú anh chị thấy là cũng cực kỳ là đẹp luôn rồi. Đấy, thân thắt đốt sáng bóng rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Chắc chắn là hứa hẹn một mùa hoa tuyệt vời đấy ạ, một mùa hoa xuân tuyệt vời đấy ạ. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy Riêng dòng chuỗi ngọc này thì em thấy là Nhiều cô chú anh chị cũng kêu rằng cây nó khá là khó thuần Thì đây là những cái chậu đá trồng thuần sẵn như vậy rồi cô chú anh chị nhé Về cô chú anh chị chỉ việc là treo lên và thưởng thức hoa xuân thôi ạ Em bán một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy với giá chỉ có 160.000 160.000 thôi cô chú anh chị nhé 160 000 cho chậu hoàng thảo chuỗi ngọc rơi vào từ năm thân hoa trở lên, căng mướt rất là đẹp luôn ạ. Căng mướt sáng bóng cực kỳ là đẹp luôn. Còn sang bên này đây ạ, là em có những cái giò lan. Đây là những cái giò lan phi điệp cánh viền nhá cô chú anh chị nhá. Những cái giò lan phi điệp cánh viền. À, cái dòng lan mà Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì biết rồi Những cái cây lan đi dự những cái triển lãm về hoa lan đã được giải rất là cao Ở những cái hội uh, triển lãm về hoa lan Cô chú anh chị ở uh, Cái dòng phi điệp cánh viền nhìn thân lá này cô chú anh chị này Căng mướt quá là đẹp luôn nhé và một cái giò phi điệp cánh viền đẹp tuyệt vời như vậy em xin phép được bán với giá là 160.000 Đấy những cái bảng nó ít thân hơn thì em sẽ bán là 150.000 Đấy những cái bảng khoảng tầm 6 thân nhé Căng đẹp thì em sẽ bán là 105, à 160 000 Còn những cái bảng khoảng tầm 3 thân hoặc là 4 thân Em bán với giá là 150 000 Đấy thì tùy cô chú anh chị lựa chọn Còn bên này đây sẽ là hạc vĩ thiên cung lự bố Hàng này chuẩn mặt bông cây giống luôn cô chú anh chị nhé Thiên cung lự bố ạ Thì cái dòng thiên cung lự bố này cách đây 1-2 năm Khi mà em mới em bán lan cách đây vài 3 năm ấy Một thân thiên cung lự bố hơn 100 nghìn Bé lèo tèo, bé xíu luôn cô chú anh chị ạ Thì bây giờ ạ, cả một cái giò thiên cung lựa bố này Cả một giò thiên cung lựa bố này nhá Giá chỉ có 120 nghìn trong một giò thôi cô chú anh chị ạ Giò sẽ rơi vào ít nhất là 4 đến 5 thân hoa Đấy, Thậm chí có 6 thân hoa Nếu như nó ngắn thì có thể có 6, có 7 thân hoa luôn ạ à. Có 120 nghìn trong một giò thiên cung lựa bố nhá Và tiếp sau bên này đây sẽ là những cái chậu uh, lan vũ nữ cá mập ạ à cái chậu lan vũ nữ cá mập một cái chậu rất là khỏe đẹp như thế này nó sẽ có ít nhất là hai cái vòi hoa cô chú anh chị ạ sẽ có ít nhất là hai cái cần hoa cô chú anh chị nhé cây rất là khỏe luôn à, và hoa to cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan vũ nữ cá mập hay còn gọi là hương tử lan đi ạ hoa thì mùi hương thơm rất là đậm đà tuyệt vời luôn đây với, với cái màu sắc hoa tím đẹp một cách bí ẩn như vậy đấy ạ và một cái chậu hương tử lan hay là phụ nữ cá mập đang có hai vòi hoa như thế này em xin phép bán chỉ có 140.000 trong một giò thôi hàng này sẽ là hàng chuẩn hoa tết cực kỳ là bền hoa luôn cái dòng này này cũng rất là bền hoa nhé dạ, và tiếp sang bên này đây tiếp sang bên này đây em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu giả hạc chớp Mỹ cô chú anh chị, chị nhé Những cái chậu giả hạc chớp Mỹ ạ. À, chậu giả hạc chớp Mỹ một thân rất là cao luôn, cây bây giờ đang bắt đầu là chuẩn bị xưng uh, những cái mắt nụ, có những cây thì đã nhú nụ rồi cô chú anh chị. chị. Cái giả hạc chớp Mỹ trước đây một thân khoảng tầm 300.000 như năm 2 hai, hai năm trước là một thân giả hạc chớp Mỹ 300.000 cô chú anh chị ạ. Thì hiện tại ạ, một uh, ba chậu giả hạc chớp Mỹ như vậy. Một uh, em sẽ bán combo là hai chậu chớp Mỹ thì với mỗi một chậu là một thân nhá với giá là 150 000 Còn nếu như cô chú anh chị nào mà lấy hai chậu à lấy cả ba chậu ạ thì em sẽ bán là 200 000 200 000 trong cho ba chậu giả hạt chớp Mỹ, mỗi một chậu là một thân, chiều cao rất là đều, nó sẽ cao từ cao khoảng 60 cm cô chú anh chị này, cao 60 cm. Đủ cô chú anh chị có một cái giòn lan ghép lại, được một cái giòn lan cực kỳ là đẹp luôn, đó là dòng giả hạt chớp Mỹ ạ. À. Đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ Hiện tại thì có những cây đã bắt đầu là nhú nụ như thế này này Đấy. Và nói chung là cái Đây ạ Hàng này thì cô chú anh chị sẽ chơi hoa rất là sớm luôn Cái dòng giả hạc chấp Mỹ nhá Và tiếp sau bên này đây cũng là những cái cây lan vũ nữ Nếu như cô chú anh chị là những người chơi và đam mê dòng lan vũ nữ Thì chắc chắn những cây vũ nữ này không thể thiếu trong sân vườn của mình đâu ạ à, Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái dòng lan vũ nữ Ngọc nữ đây cô chú anh chị, chị nhé Dòng lan vũ nữ ngọc nữ ạ Với những cái bông hoa tím hồng rất là xinh đẹp luôn đây ạ Tím hồng cực kỳ là xinh đẹp luôn đây cô chú anh chị Và một cái chậu lan vũ nữ ngọc nữ như vậy này Nó sẽ có ít nhất là hai cái cần hoa này ạ hai cái vòi nụ và mỗi một vòi thì khi mà uh, sổ hoa ấy, thì nó phân rất là nhiều nhánh như thế này này cô chú anh chị này nên là một chậu hai cần hoa thôi cũng rất là xinh mà mùi hương thì rất là thơm cái mùi thơm của nó rất là ngọt ngào luôn ạ à. em bán một chậu như vậy với giá là 150.000 năm nhé còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu tiểu thần tiên ạ à. Đây cô chú anh chị nhìn cho em ạ à, Những bông tiểu thần tiên trắng và họng đỏ rất là xinh đẹp luôn đây Cái chậu tiểu thần tiên cũng vậy Một cái cần hoa của nó cao khoảng tầm 5 60 cm Cũng phân rất là nhiều nhánh luôn ạ à. Và mỗi chậu tiểu thần tiên như vậy thì nó sẽ có Cũng đang có một cái cần nụ như vậy nhé cô chú anh chị nhá Bán với giá 160 nghìn Và sang bên này sẽ là dòng lan vũ nữ hoa anh đào 140 nghìn trong một chậu vũ nữ hoa anh đào cũng đang nụ này Nói chung là những cái dòng này thì nó không chỉ nở hoa một mùa đâu mà nó nở hoa quanh năm ấy cô chú anh chị. Còn sang bên này đây sẽ là những cây mèo cam Vũ nữ mèo cam của chị anh chị nhá rất là xinh luôn, mang hình dáng khi mà sổ hoa mang hình dáng như những chú mèo ấy ạ, à, rất là xinh đẹp luôn. Mèo cam với giá em bán là 180 000 trong cho một giò mèo cam. Sau bên này đây sẽ là dòng vô nữ sô cô la baby. Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu chắc chắn là uh, cái dòng vũ nữ sô cô la baby không thể thiếu trong sân vườn luôn. Cây vô nữ sang sô cô la baby này này với sắc hoa đỏ nhá. Và mỗi cần hoa như vậy có thể cao đến cả mét luôn cô chú anh chị ạ và phân nhánh thì thôi rồi. Đấy, cây thì giả hành to như cái hơn cái cổ tay luôn. Đấy, một chậu vú nữ sô cô la baby như vậy em bán với giá 180 000 trong một giò. Vô cùng là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé Sang bên này đây sẽ là những cái chậu uh, chậu uh, điện lan phụng bào lá biên ạ. À. Cái dòng này thì cô chú anh chị uh, chơi thân lá không đã rất là đẹp rồi. Nói chung hàng này thì em sẽ chủ yếu bán cây giống thôi, nó vẫn có những cần nụ này cô chú anh chị này có những cái nụ lớn và cũng có những nụ nhỏ nhưng mà nó ít nụ của chú anh chị ạ em bán với giá là 150.000 trên một giò cô chú anh chị có thể trồng siêu tầm cho mình những cái cây lan gọi là à, những cái cây, cây lan giống nhé cho sân vườn nhé và tiếp sau bên này thì em có những cái cây lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn này à, ở bên này thì em có những cái cây đai trâu thì em có bán hàng cân bên này cô chú anh chị nhé hàng siêu rẻ luôn giá có 220.000 thôi ạ à, bên này thì cô chú anh chị cũng có thể chọn hàng theo hình cho em để ạ Em gọi cái hình này là hình số 1 ạ à. Hình số 1 này thì em có 3 cây trâu to đùng luôn đây cô chú anh chị Về ghép trụ trồng trậu thì cực kỳ là đẹp nhá 3 cây trâu to đùng này Và ba cây đai trâu này em xin phép bán chỉ có với giá bao nhiêu ạ? À? 160.000 thôi ạ à. Là hình số Hình số 4 à, Hình số 4 Hình này sẽ là hình số 3 Em đếm ngược một chút nhá Hình số 3 Hình số 3 này cũng là 3 cây này, 3 cây này em bán với giá có 140 000 Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 2. Hình số 2 này em bán hình này với giá là 190 000 ạ. À. Hai cây to đùng luôn nhá. Cây bây giờ đang nhú nụ như thế này này cô chú anh chị này. Đấy, nên là cô chú anh chị sẽ thưởng thức cái mùa hoa nó rất là trọn vẹn luôn. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái hình số 1, hình này em bán là 200 000 cây thì hai ba cái vòi nụ luôn hai cây to đùng luôn này cô chú anh chị này hình số 1 này 200.000 hai cây to bự luôn sau bên này đây sẽ là cái giò dáng hương đuôi cáo hình số 5 180.000 và hình số 6 sẽ là cái giò điệp tím của vùng cao bằng mặt bông điệp tím của vùng cao bằng cô chú anh chị nào muốn siêu tầm với giá 80 000 cho giò này. Và hình số 7 cũng là một cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng có 3 mầm với giá em bán là 100 000 Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu chắc chắn là biết cái vẻ đẹp của điệp tím của vùng Cao Bằng luôn rồi đấy ạ. À, đặc điểm vùng uh, cây uh, vùng núi đá, lá nhựa dày cộp và thân nú luôn. Hoa thì môi tuyết đẹp tuyệt vời, cây giống rất là đẹp. Cái chậu điệp tím hình 18 này em bán là 8 cũng 80 000 cô chú anh chị nhé, 3 mầm. Sang bên này đây sẽ là hình số 19 à hình số 9. Hình số 9 này là một cái chậu uh, kiếm, cái chậu kiếm này là chậu uh, kiếm uh, trắng hòa bình nhá Của chú chị nhá, cái chậu trắng hòa bình. Cái chậu này em bán 220 000 nói chung là dòng kiếm này hàng chuẩn mặt bông đấy ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 10, cái chậu kiếm này em bán với giá là 250 000 này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 11 em bán là 300 000 300 000 cho hình số 11 nhá Của chú chị nhá là đây là sẽ là chậu bình an kiếm ạ và chậu số 12 cũng là bình an kiếm cái chậu này thì em cũng bán là 300.000 Tiếp sang bên này đây sẽ là những đặc sản bình cao bằng ạ Măng mầm đây cô chính chị nhìn ạ Cực kỳ là ngon luôn ạ Chuẩn bị đến Tết rồi cô chính chị này Măng mầm bây giờ cô chính chị lấy để mà Để cho Tết thưởng thức là quá là hợp lý luôn Em bán một cái túi măng mầm khô như vậy thì giá là 200 000 trong 1 kg nhé Và cái này đây sẽ là nấm hương rừng đẹp à. Nấm hương rừng này em bán với giá là 140 000 trong một túi một à, nửa kg Chè ô long của vùng Nguyên Bình ta Bằng một nửa cân với giá là 170 000 nhé Cô chú ý nhé ô long ạ à. Cái này sẽ là dễ mũ cân với giá 120 này Nấm ngọc cẩu với giá 150 ạ Và chuối hột thơ em bán với giá là 200, à, 100 000 trong một túi 1 kg và sang bên này đây sẽ là hoàng tinh em bán hai giá 200, một tầm gửi cây xanh em bán là 220. Bên này thì em có một chậu kiếm phan trí hàng gieo hạt của vườn Việt Nam mình nhá, em bán 110 000 nghìn Và những củ thiên nga, em vẫn có những cây thiên nga này cô chú anh chị sưu tầm. Những cây thiên nga đây ạ. Những cây thiên nga cái củ này là cái dòng củ nó nhỏ nhá, cái tầm mùa này là mùa ghép rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đây là bên này sẽ là những củ thiên nga to này bây giờ đang bắt đầu lên mầm đấy ạ. Và một cái cây thiên nga to em bán là 130.000 à, ba màu sắc đó là đỏ đốm, đỏ nâu và xanh cốm nhé Còn bên này đây sẽ là thiên nga nhỏ Nói chung là tầm bây giờ là cái mùa ghép thiên nga rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ Bởi vì nó là cái mùa mà đang lên mầm mới ấy, Nên là rất là đảm bảo cây giống à, Cô chú anh chị mình vận chuyển đi Rồi nó sẽ không bị uh, hỏng, bị thối này Cô chú anh chị về trồng thì cây bắt đầu lên những cái mầm mới Thì mình sẽ có ngay những cái giò lan rất là đẹp Để thưởng thức cho mùa tới đúng không ạ Em bán 50 000 cho một cây thiên nga nhỏ này thôi cô chú anh chị nhé Và tiếp sang bên này thì em có những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông ạ. À. Em có đủ size luôn nhé 12 vỏ thông vụn này, vỏ thông 1234 và vỏ thông vụn đồng giá 20 000 trong kg. Rêu rừng là 50 000 trong 1 kg, dớn vụn là 40 000 trong 1 kg. Và sang bên này là các chế phẩm dành cho hoa lan, atomic 10 000 trong một gói, vi xanh 50 000 và um, và dưỡng chất AB với giá 85.000 trong một lọ Hùng Nguyễn với giá là 50 25.000 trong một lọ 50.000 trong một cặp này và cái B1 B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ Super thai hóc môn tăng trưởng với giá 50.000 trong một lọ ba loại phân món thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30 000 trong một lọ ba loại phân món lá đồng giá 35.000 trong một lọ B1 B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong một lọ nhé Cáp tan đặc trị thối nhũn nặng à, với giá là 1 40.000 trong một lọ Kim Kim Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn này Kim Kim Bun này đặc trị thối nhũn Em bán với giá 25.000 cho một gói nhé Và bên này sẽ là Chi để Mang Phân bón vi sinh kháng nấm một túi như vậy là 1 kg em bán 50 000 và một hộp như vậy 1 kg em bán 130 000 Đặc biệt là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng Và sản phẩm này. Em bán với giá là 35 000 cho một túi 1 kg nhé. Và cái túi sản phẩm như vậy đi ạ. Thì em nghĩ rằng nó là một cái sản phẩm rất là hoàn hảo Của chính chị bón cho cây Bởi vì ngoài cái phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa nên là nó sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối đa mà đặc biệt là cực kỳ là lành cô chú anh chị ạ cô chú anh chị thoải mái bón hè trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu dễ luôn đấy ạ sang bên này đây thì em vẫn có tinh dầu hồi của vùng cao bằng 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng cao bằng có dạng treo dạng lăn và dạng nhỏ giọt một lọ như vậy em bán là 40.000 nghìn nhé nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn đấy ạ như là diệt khuẩn này làm sạch không khí cái mùi hương của nó thì tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là À, rất là tuyệt tuyệt vời luôn đấy ạ giảm đau hiệu quả mà không hề nóng rát em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ em xin phép được dừng clip ở đây